Chào thầy và các bạn, em tên là Phạm Ngọc Tính, mã số sinh viên 1519051, học thực tập vi xử lý chiều thứ bảy thầy Hiệp. Nay em sẽ mô phỏng 32 led được giống như bo mạch của trường học. Thì đầu tiên thì mạch gồm có một con mic 18F 4550 có gắn mặt reset và stand, hai con IC 74573, 4 con IC 74HC595 được kết nối với điện trở và 32 led được kết nối cả tốt nói chung. Thì đầu tiên mình sẽ kết nối các chân OE của hai con 74573 Nomad, sau đó dùng chân RD0 và RD1 để điều khiển hai chân LE của hai nghi xe. Tiếp theo dòng chân RD2 đến RD7 để điều khiển cái chân D2 đến D7 của hai nghi xe 573. Tiếp theo mình sẽ điều khiển các chơi chân ngõ vào của 4IC595. Đây là chân SD0, đây là chân SCK, SDO, RCK, Master Reset, chân ngôi. Thì cái ngõ vào này sẽ được nối vào chân SDO của IC tiếp theo. Cái chân SCK là chân nhận xung lốc sẽ được nói chung với nhau. Cái chân RCK cũng vậy. Tiếp theo cái chân mà Master Reset sẽ được nối chung với nhau. Chân Master Reset sẽ được kết nối xuống mắt. Chân Master Reset sẽ được nối lên nguồn. Kết nối tiếp theo em sẽ dùng chân RE0 để điều khiển chân điều khiển SCK của 74 5.
chương GA2 sẽ điều khiển cái tín hiệu vào SD0 của 3455. Đó cái gì? Chân 14 này sẽ điều khiển chân chân Resica. Này sẽ chân điều khiển chân G32. Rồi sau đây là một cái code để nó biết sẵn, rồi em sẽ nạp vô cái mạch. Đây đây là cái code mà mình đã viết sẵn, nếu không biết nạp lên dịch mạch đã chạy hoàn chỉnh. Cảm ơn thầy thầy và các bạn đã lắng nghe, thì em kết thúc.